Hướng dẫn cách phân biệt các loại gỗ hương vô cùng đơn giản. Thì gỗ hương là loại gỗ có giá trị cao và mang nhiều ưu điểm vượt trội. Gỗ hương thuộc nhóm 1. Khi định mua các sản phẩm làm từ gỗ hương thì bạn sẽ nhận ra nó có quá nhiều loại, khiến quý vị quá khó để nhận biết cũng như lựa chọn. Cộng thêm việc gỗ hương bị làm giả với những loại gỗ khác, thì hy vọng qua video này thì quý vị sẽ được trang bị thêm kiến thức để sẽ không bị nhầm lẫn giữa các loại gỗ hương khác nhau trên thị trường, và đặc biệt phân biệt đâu là gỗ hương thật, đâu là gỗ hương giả. Về vị trí địa lý thì gỗ hương tại Việt Nam có 4 loại phổ thông là hương Việt Nam, hương Lào, hương Nam Phi, hương Nam Mỹ. Trong mỗi loại này lại có những loại gỗ hương khác nhau và giá cả cũng chênh lệch nhau khá nhiều. Về gỗ hương đỏ Việt Nam hay còn gọi là gỗ giáng hương, thì gỗ hương đỏ là loại gỗ hương có giá trị cao nhất vì vân đẹp nhất và quý hiếm nhất. Hiện tại gỗ hương đỏ thì còn rất ít, chủ yếu là gốc dễ dùng để làm đồ mỹ nghệ. Về màu sắc thì gỗ hương đỏ có màu đỏ. Về chất gỗ thì thớ gỗ hương mịn, gỗ đặc, nặng, cứng, tôm, sớ gỗ rất nhỏ. Theo thời gian thì càng dùng, càng lau nước nhiều thì gỗ trở nên đỏ và đều màu. Cùng với đó là nổi vân gỗ ngày càng nổi lên. Gỗ rất dễ thi công, chế tác sản phẩm, cả rác và gỗ đều không bao giờ bị mối mọt. Về mùi thì khi để mọc có mùi thơm nhẹ, khi PU thì không được ngửi được mùi gỗ. Cách nhận biết thì mặc dù gỗ màu đỏ nhưng khi lấy mùn gỗ ngâm vào nước ấm tầm 2 tiếng sau, nước sẽ đổi sang màu xanh như nước chè. Quý vị chỉ cần mua giấy nhám loại 240 hoặc 220 về trà mặt dưới của sản phẩm rồi lấy ngâm vào nước là sẽ có kết quả. Gỗ hương Lào. Gỗ hương Lào với gỗ hương đỏ Việt Nam thì có tính chất tương tự, giống nhau đến 95%, gần như không phân biệt được gỗ hương Lào và gỗ hương Việt Nam. Cùng một giống gỗ nhưng hương được trồng ở hai quốc gia, có kiểu khí hậu và đất tương tự nhau. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thì gỗ hương Lào vẫn kém hơn gỗ hương đỏ Việt đôi chút. Màu gỗ cũng không đỏ đẹp như hương Việt. Có lẽ là do khí hậu và chất đất tại Việt Nam phù hợp với cây gỗ hương hơn. Cách nhận biết gỗ hương Lào thì cũng giống như gỗ hương Việt. Khi ngâm vào nước ấm thì nước sẽ đổi sang màu xanh như nước chè. Gỗ hương đá, màu sắc và chất gỗ thì có người cho rằng gỗ hương đá có tên là hương đá bởi chất gỗ rắn chắc như đá nên người ta đặt tên là hương đá. Cũng có người nói là do gỗ có màu đỏ nhạt hơn so với gỗ hương đỏ, nhìn giống như đá nên gọi là hương đá. Cũng có người nói là hương đá thì có vân giống như vân đá quý. Tất cả những lý giải trên thì là đều hợp lý. Nếu như mà gỗ hương đỏ được mệnh danh là vua của các loại gỗ hương thì gỗ hương đá chính là hoàng hậu. Hương đá sở hữu đường vân sắc nét, dày, mịn, vân gỗ thiên biến vạn hóa, chất gỗ đặc, nặng, dễ chế tác nên được rất nhiều người săn lùng. Màu gỗ hương đá có sức hấp dẫn tuyệt đối với những ai yêu thích gỗ màu sáng. Khi được dùng một thời gian thì hương đá lên màu càng ngày càng đẹp. Về mùi thơm thì gỗ có mùi thơm nhẹ, khi mới cắt mộc thì hoàn thiện sẽ không còn mùi hương nữa. Về giá trị thì gỗ hương đá rẻ hơn so với hương đỏ, tương đương giá gỗ hương Lào. Theo chúng tôi thì giá gỗ rẻ hơn là do nguồn gỗ còn nhiều, chứ về mặt thẩm mỹ và chất gỗ thì hương đá cũng không hề thua kém hương đỏ và có phần được nhiều người yêu thích hơn. Cách nhận biết thì ngâm mùn gỗ trong nước ấm thì nước sẽ chuyển màu xanh như nước chè. Tuy nhiên màu xanh của nước thì nhạt hơn so với khi là bỏ mùn gỗ hương đỏ và gỗ hương Lào vào nước. Gỗ hương huyết thì màu sắc và chất gỗ thì gỗ hương huyết trước đây phân bổ ở vùng Quảng Bình khá nhiều. Hiện tại thì Việt Nam cấm khai thác gỗ tự nhiên nên gỗ hương huyết chủ yếu được nhập từ Nam Phi, nên người ta còn gọi đây là gỗ hương Nam Phi hoặc gỗ hương đỏ Nam Phi. Khi mới cắt xong thì gỗ có màu đỏ tươi, nhìn giống như những giọt máu. Do đó người ta gọi gỗ này là gỗ hương huyết. Để lâu ngày thì gỗ có màu đỏ cánh rắn đậm. Gỗ hương huyết lên màu rất nhanh,
gỗ không bị mối mọt và rất bền. Về mùi thì gỗ mới cắt có mùi thơm nhẹ và để lâu thì sẽ bị hết mùi. Giá trị thì gỗ hương Nam Phi có giá trị trung bình. Phần lớn là các sản phẩm như lục bình, tranh được làm từ các loại gỗ này vì thành phẩm có giá vừa túi tiền và đẹp mắt. Giá trị phong thủy của các sản phẩm gỗ Nam Phi thì cũng không thua kém gì những sản phẩm gỗ hương khác. Cách nhận biết là khi bỏ mùn gỗ hương Nam Phi vào nước thì nước sẽ đổi màu đỏ như máu và có váng là tinh dầu của gỗ. Lưu ý khi thi công thì gỗ hương huyết có màu đỏ thẫm nên khi sơn PU các loại gỗ hương khác nhau ra thành phẩm sẽ có màu thâm nhìn không đẹp. Khi thi công gỗ hương Nam Phi thì thợ phải tẩy cho hóa chất hút bớt tinh dầu trong gỗ để bớt màu gỗ lại. Gỗ hương Vân về màu sắc và chất gỗ thì gỗ hương Vân có nhiều tên gọi khác nhau như hương nghệ, hương chua, hương thối. Hương Vân cũng là một trong những loại gỗ hương nhập từ Nam Phi. Gỗ có màu vàng nghệ, phần gỗ già thì có màu đỏ nhạt. Vân gỗ rất nhiều nhưng không dày và sắc nét như hương Việt. Thớ gỗ thì tương đối mịn, không bị mối mọt. Về mùi là khi mới cắt gỗ thì gỗ có mùi thơm và hơi chua. Khi làm đồ hoàn thiện để trong nhà thì gỗ sẽ bốc mùi rất chua nên người ta gọi đây là gỗ hương chua, hương thối. Chuyện gỗ bốc mùi thì do chủ yếu là ở miền Bắc khi thời tiết rất oi bức và độ ẩm cao. Ở miền Nam thì gỗ hương vân khá được ưa chuộng bởi vân gỗ rất đẹp và không bị mùi chua do khí hậu ở miền Nam thì lúc nào cũng khô và độ ẩm thấp. Cách nhận biết thì gỗ hương vân rất dễ nhận biết do vân gỗ nhiều và có ít có loại gỗ nào có thể làm giả gỗ hương vân. Chỉ cần nhìn vân gỗ là ta có thể phát hiện ra. Gỗ hương Nam Mỹ thì hương Nam Mỹ là loại hương có giá trị thấp nhất trong các loại gỗ hương. Tôm gỗ rất to và vân gỗ thì ít. Gỗ cắt ra thì nhiều mùn, tuy nhiên gỗ hương Nam Mỹ cũng tương đối cứng chắc, không mối mọt. Hương Nam Mỹ thì chủ yếu dùng làm ván sàn hoặc dùng cho các khách hàng không phải người chơi đồ gỗ chính hiệu, tích bền và giá thành rẻ và không có yêu cầu khắt khe về mặt thẩm mỹ. Và một số nơi thì cũng làm lộc bình bằng gỗ như này. Cách phân biệt gỗ hương và gỗ xà cừ thì gỗ hương là gỗ có giá trị nên người ta thường làm giả. Và việc này thì thường xảy ra một số xưởng gỗ không uy tín. Tuy nhiên khi giả hương thì nếu tinh ý quan sát thì gỗ sẽ không có vân tự nhiên và không đẹp như vân gỗ hương thật. Khi dùng giấy nhám trà thì sẽ không có màu đỏ của gỗ và không có mùi hương và gỗ sẽ không chắc chắn, dễ bị nứt khi thay đổi thời tiết, đặc biệt là những đường chạm trên gỗ sẽ không được sắc nét như gỗ hương thật. Gỗ xà cừ thì nhẹ hơn gỗ hương rất nhiều. Bằng mắt thường và một số thao tác đơn giản thì các bạn sẽ dễ dàng nhận biết được gỗ hương thật và gỗ hương giả. Vì vậy khi mua hàng thì mọi người nên chú ý để lựa chọn đúng chất lượng gỗ và mang về cho mình một sản phẩm chất lượng như mong muốn.